dục theo thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mắt tình đời dèm xem ghét ngứa, rừng kinh kể ít người hay chữ. Qua mắt mò bởi chân phản ngữ, nên người đời khó mỏ chuông bài đọc tùng ố la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa ly. Dần trước mắt thấy điều hồ mê nên đồng tình, gặp lúc nào đùng cánh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu ly. Trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chôn ấy nhiều nơi trồng yêu. Tạo làm chi? Oh.
chị đi, chị đọc cái kế chị đi. Không về không? Không. Yeah. Chút xíu tôi với chị đọc một đoạn một bài năm ai nào ngắn ngắn cây. Hay dụng kinh quyền cũng được đó. Bây giờ không có đọc văn này thôi, mình tạm ngưng lại. Ngưng lại đi.